Cùng đi thử, đi đâu ăn đó. Cô lấy gì cô? Bánh này tên là gì cô? Bánh nóng. Cô lấy cái nóng là con được không? Cái nóng này đâu, bánh còn nóng. Cái bánh là còn nóng hả? À, nóng. Còn cái này là lấy hết hả? Hết rồi. Hết trơn luôn hả? Còn nóng thiệt nè. Rồi làm sao mà lấy ra được? Nè, nhổ ra. À, cô bán lâu chưa? Bán lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Mấy chục năm rồi. Chục năm rồi hả? Bán hồi cái tới giờ lên thời gian rồi, giờ bán rồi 5-6 năm nữa rồi. Dạ, hai cái nhiêu cô? Rồi cảm ơn con. Bánh đó là bánh gì? Bánh dứa. Đâu cô lấy ra con coi coi. 10.000 cái hả? 5.000 hả? 5.000 hả? Dạ. Rồi lấy hai cái luôn đi. Dạ, bánh dứa là làm bằng cái gì? Tặng cái luôn hả? Không được tặng. Dạ. Bánh dứa là làm từ gì cô? À, cái đó từ nếp, dừa, đường, bông hồng. Nó khác gì với bánh này? Dạ, cái này bánh gạo, cái này bánh nếp. Dạ. Mà bánh hồi xưa không à? Bánh đó là gần lắm. Là từ năm bao nhiêu? Dạ, năm 59 cũ tới giờ đó, còn cái này cũng 6 cũ tí rồi đó. Tức là mấy cụ như bà thì mới rành bánh này đúng không? Còn rồi, tuổi trẻ bây giờ là không biết phải không? Trẻ trẻ bây giờ chỉ ăn thôi chứ không biết bánh này là cái bánh gì. Dạ. Ăn với quen rồi, bán 5-6 năm nay. Dạ. Nhưng mà cái nghề nguồn gốc là từ đâu cô? Ai làm cả? Từ dân tộc. Này là dân tộc gì? Khmer. Dạ Khmer, cô là người Khmer phải không? Đẹp quá, nhìn cô rất là đẹp luôn á, cô cười đẹp quá trời luôn. Người dân tộc đó cậu ơi. Dạ. Tộc Lai Ba Tàu. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Rất là ngon nha mọi người. Ngon không cậu? Ngon. Ngon nha. Rất sáp. Dạ, với Thiệu ở Mấy Hậu ngay đi xe, rất là một ghé mua nhiều lắm. Có tên gì, bây giờ mọi người muốn mua thì ghé đây là chỗ nào? Ghé đây, tại Thùng Xuân Chấn. Dạ, phòng kinh chứng của huyện Châu Thành. Ngay gần đèn đỏ. Có tên gì ạ? Lan. Cô Lan hả?